muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi. Và có lẽ em không biết rằng anh cũng đang chờ đợi ở cạnh bên anh bình yên lắm. Anh hiền lành ấm áp, cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra? Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi ơi? Hay đợi chắc chắn anh cứ lắng nghe tìm mơ gì để lo cho em nghe một câu thôi. 1, 2, 3, 5 anh có đang giữ nhịp nào không? Liệu câu trả lời là có anh hay đến em ngay đi? Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi. Dẫu cho mai sau có ra sao thì em vẫn sẽ trong môi tiếng vì ngày hôm nay đã nói yêu. Điều muốn nói cứ ngập ngừng rồi thôi. Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi ở cạnh bên anh bình yên lắm. Anh hiền lành ấm áp, cứ tiếp tục lại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra? Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi ơi? Hay là chắc chắn anh cứ lắng nghe tiếng nói gì để lỡ cho em nghe một câu thôi. Anh yêu.